Tổ chức Y tế Thế giới báo động về Ebola. Chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến ảm đạm. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Thưa quý vị, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn, virus Ebola vẫn không ngừng lây lan trong cộng đồng các nước Tây Phi. Mới đây, Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo, nếu không áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn khắt khe hơn, thì đến tháng 11 năm nay sẽ có gần 20.000 người nhiễm bệnh. Phát biểu tại Geneva hôm 22 tháng 9, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nếu không áp dụng các biện pháp cách ly triệt để, thì con số người nhiễm bệnh có thể tăng theo cấp số nhân. Trong lộ trình ban đầu công bố hôm 28 tháng 8, WHO dự đoán trong 9 tháng tới, số người nhiễm bệnh có thể lên đến 20.000 ca. Tuy nhiên bây giờ chỉ mới là tháng 9, tức 6 tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên, đã có 10.000 trường hợp nhiễm bệnh. Một trong những thông điệp chính đó là chúng ta đang trải qua thời kỳ bùng phát thứ ba của dịch bệnh. Mỗi tuần đều có hàng trăm ca bệnh mới. Nếu chúng ta không ngăn chặn thật nhanh thì thảm họa sẽ trở thành đại thảm họa. Ông cho biết dù dịch bệnh đang lan nhanh, nhưng không phải là không có cách ngăn chặn. Nếu chúng ta không làm gì thì con số dự đoán sẽ trở thành hiện thực. Nếu các biện pháp ngăn chặn được thực hiện triệt để thì virus Ebola sẽ buông tha con người và quay trở về với vật chủ của nó, chính là thú rừng. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang có kế hoạch trở lại chính trường khi chuẩn bị tham gia vào cuộc chạy đua vào điện Élysée trong cuộc bầu cử tới. Cựu Tổng thống Pháp cho biết ông không chỉ quan tâm mà cảm thấy buộc phải trở lại chính trường để giúp đất nước mình. Vâng, tôi đã nghĩ về điều đó và tự nói với bản thân rằng đó không chỉ là điều tôi muốn làm, mà là điều tôi phải làm. Tôi phải cống hiến cho đất nước một phần những gì mà đất nước này đã mang lại cho tôi. Ông Sarkozy đã đánh mất chiếc ghế Tổng thống Pháp vào tay ông François Hollande vào năm 2012. Nhưng ông Hollande đã thất bại trong việc khôi phục nền kinh tế và cải thiện tình trạng thất nghiệp. Trong một cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ ông Hollande giờ đây chỉ còn 13%. Những người dân Paris không tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin trên. Ông ấy không được lòng dân, ông ấy chỉ được 13% sự ủng hộ. Tôi nghĩ ông ấy đáng bị như vậy và ông ấy cần phải hành động nếu muốn tăng tỷ lệ ủng hộ. Trong một cuộc họp báo tuần qua, ông Hollande đã hứa sẽ nỗ lực hết mình cho đến cuối nhiệm kỳ để cải thiện tình hình. Nhưng xem ra lời hứa của ông có phần muộn màng. Thưa quý vị, sau khi G20 chỉ ra châu Âu chính là khu vực làm chậm đà khôi phục kinh tế thế giới, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Pháp đã có cuộc gặp gỡ để tìm cách dung hòa sự khác biệt trong định hướng của hai nước. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Manuel Valls đến Đức với tư cách là Thủ tướng Pháp. Pháp muốn có thêm thời gian để hoàn thành mục tiêu thâm hụt ngân sách mà EU đưa ra. Tôi cho rằng những biện pháp cải cách của Thủ tướng Manuel Valls thực sự rất ấn tượng. Nhưng phía Đức cho biết, Hội nghị Brussels mới có quyền quyết định thay đổi thời hạn này. Đây là mâu thuẫn gây lo ngại về đà phục hồi kinh tế của EU và của cả thế giới. Có nhiều rủi ro về cơn gió ngược ở châu Âu. Tôi cho rằng EU cần phải có biện pháp đột phá trong ngắn hạn. Mặt khác, thống đốc ECB, ông Mario Draghi lại quan niệm thị trường chỉ có thể được hỗ trợ thông qua các khoản vay mà ECB cung cấp với lãi suất thấp. Chúng ta không được quên tình cảnh của 4-5 năm trước, vì vậy cải cách vẫn phải đảm bảo nhưng trên cơ sở linh động, tùy vào điều kiện của từng quốc gia. Tuy nhiên, chính sách tái cấu trúc của Thủ tướng Valls có thể vấp phải sự phản đối từ các thành viên trong đảng xã hội. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Trung Quốc vừa được công bố vào hôm nay. Ngay sau đó, hàng loạt tiền tệ và hàng hóa điều chỉnh giá. Điển hình có giá đô la và giá euro giảm, còn giá dầu Brent tại Mỹ thì lại tăng. HSBC Market công bố chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 9 tăng lên 50,5 điểm từ mức 50,2 điểm của tháng 8, vượt dự báo của chuyên gia. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu đang giúp cho quốc gia này chống đỡ với diễn biến tiêu cực của thị trường bất động sản. Điều này đã khiến cho chỉ số đồng đô la rơi khỏi mức cao kỷ lục. Hôm qua, chỉ số đồng đô la đạt 84,861 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2010, nhưng đến hôm nay đã rơi về mức 84,699 điểm. Tỷ giá đồng euro so với đô la Mỹ cũng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng, hiện giao dịch ở mức 1 euro đổi 1,2849 đô la. Mặt khác, giá dầu Brent đã tăng 33 cent lên 97,3 đô la một thùng, giá dầu thô tăng 41 cent lên 91,28 đô la một thùng. Chỉ số PMI cuối cùng của HSBC sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 9, trong khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc sẽ có báo cáo chính thức vào ngày 1 tháng 10.
Thưa quý vị, để thuyết phục những người biểu tình thôi đình công và trở lại làm việc, lãnh đạo hãng Air France KLM tuyên bố hoãn kế hoạch tái cơ cấu hãng hàng không giá rẻ mà Air France đang sở hữu. CEO của Air France, ông Alexandre Juniac, nói với tờ Le Monde rằng đang thương lượng với các phi công để chấm dứt biểu tình. Ông tuyên bố sẵn sàng nhượng bộ lần cuối cùng và hoãn kế hoạch phát triển chi nhánh hàng không giá rẻ Transavia của Air France ít nhất sang tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, nghiệp đoàn phi công cho rằng đề xuất trên là chỉ cốt đẩy lùi làn sóng phản đối và tạm chấm dứt cuộc đình công, chứ không đưa ra một đảm bảo nào cho quyền lợi của các phi công. Do đó, họ từ chối chấm dứt cuộc đình công vốn có tới 60% phi công của hãng tham gia. Nghiệp đoàn còn đe dọa sẽ tiến hành một cuộc biểu tình trước trụ sở nghị viện Pháp vào ngày 23 tháng 9. Cổ phiếu của Air France hôm nay đã giảm 1,55%, còn chưa tới 8 euro. Hãng hàng không có 16% cổ phần do chính phủ Pháp nắm giữ này đang phải trải qua cuộc đình công lớn nhất kể từ năm 1998 đến nay, xoay quanh kế hoạch mở rộng hãng hàng không con Transavia. Theo kế hoạch công bố hồi đầu tháng này, Air France sẽ tăng đội bay của Transavia lên 100 máy bay vào năm 2017 và tăng gấp đôi lượng hành khách. Tuy nhiên, cho đến nay kế hoạch vẫn không thể thực hiện được, chưa kể mỗi ngày Air France còn thiệt hại 15 triệu euro vì đình công. Trải nghiệm những góc tối, những khu phố nghèo nàn giữa lòng thành phố tráng lệ là một hình thức du lịch trải nghiệm mới đang nổi lên thời gian gần đây tại thủ đô Athens của Hy Lạp. Đặc biệt, những tour du lịch này còn do chính những người vô gia cư hướng dẫn. Christos Bakoyanis dẫn đoàn du khách của anh đến những góc phố nghèo ở thủ đô Athens và chỉ cho thấy tình trạng cuộc sống của những người vô gia cư, những góc khuất của thành phố, nơi bản thân ông từng trải qua những ngày không nhà, từng phải cố gắng tìm thứ gì đó để ăn, để rồi kể cho họ nghe chuyện đời của chính ông. Đó là một loại tour du lịch mới tại thủ đô Athens của Hy Lạp. Tour du lịch này không hề giống như bất kỳ một tour nào khác, bởi du khách được đưa đến những nơi mà nếu chỉ đi tham quan, họ sẽ không bao giờ được đến. Tour du lịch mang tên Những con đường vô hình là sáng kiến của tổ chức CEDIA, một tổ chức quốc tế tại Hy Lạp dành cho những người không nhà cửa, nhằm giúp cho họ hòa nhập trở lại với xã hội, với cộng đồng bằng một công việc được hưởng thù lao. Nếu những trải nghiệm của tôi có thể giúp cho được ai đó, mang lại sự quan tâm đến ai đó, chạm vào trái tim du khách và khiến cho họ chia sẻ cảm thông, thì tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Từng là một người vô gia cư từ năm 16 tuổi sau khi cha mẹ qua đời, cuộc sống đường phố đã biến Bakoyanis trở thành một kẻ nghiện ngập, là mối nguy hiểm cho xã hội và từng phải vào tù. Nhưng ông đã trải qua một thời gian ở một trung tâm cai nghiện và giờ đây đã hoàn toàn hồi phục. Hiện nay ông sống trong cửa hàng của một người bạn. Lapros Mustakis là một tour guide khác đến từ Brazil. Ông từng là một nhân viên khách sạn trước khi mất việc do cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2011. Và rồi ông không thể trả tiền thuê nhà, vợ con bỏ đi, còn ông một mình ở lại Athens. Đầu tiên tôi lo là liệu tôi có khả năng nói chuyện với mọi người hay không. Nhưng khi những phút đầu tiên qua đi, thì tôi cảm thấy như một cánh cửa khác đang mở ra cho mình, một cơ hội lớn cho cuộc đời. Tôi đã không có nhà cửa, sống trong một góc tồi tàn. Cuộc khủng hoảng như một cái tát vào mặt và đã làm tôi gục ngã. Nhưng rồi tôi nghĩ mình phải chiến đấu nếu như không muốn bị chôn vùi. Trong cơn khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp, số người không nhà cửa đã tăng 25-30%. Còn số người mất việc và phải đi tìm việc mới thì nhiều không đếm xuể. Ông Christos Alephantis, giám đốc của tổ chức CEDIA cho rằng, nhiệm vụ của ông là thay đổi nhận thức của mọi người về hình ảnh của những người vô gia cư, đồng thời đưa họ tái hòa nhập vào cuộc sống. Việc có ai đó để nói chuyện, để trao đổi suy nghĩ kinh nghiệm là hết sức quan trọng. Tôi nghĩ đây là bước đi lớn để không chỉ được người khác tôn trọng, mà là biết cách tôn trọng bản thân và cảm thấy tự tin trong cuộc sống. Các hướng dẫn viên vô gia cư được Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch Athens đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, dạy cho họ về văn hóa lịch sử của địa phương. Một phần trong những tour này là đi tham quan nhà hát quốc gia, một trong những tòa lâu đài lâu đời nhất Athens. Tôi nghĩ đây là một nỗ lực lớn. Đối với tôi, những gì tôi nhận ra là những người này có năng lực và có thể làm được những việc ý nghĩa nếu như có ai đó giúp họ. Giá mỗi tour du lịch này là 6 euro một người, trong đó người hướng dẫn được hưởng 3 euro. Tour cũng có phiên dịch cho khách nước ngoài. Vừa rồi là phần 1 của bản tin thế giới, tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung chính. Tesco hỗn loạn sau khi phóng đại lợi nhuận.